chiếc xe SUV hoàn toàn mới mang mã nội bộ TG1 của hãng Chery đã bị bắt gặp trên đường phố của Trung Quốc. Xe dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 tới. Hãng Chery từng nhá hàng về một mẫu xe SUV cỡ nhỏ, với ý định được bán trên thị trường như một chiếc xe địa hình hạng nhẹ, với tên gọi là TG1, tên mã nội bộ, đang kêu gọi công chúng giúp đặt tên chính thức cho xe, trước khi dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 7. Mới đây, chiếc xe Chery TG1 này đã bị tóm gọn trên đường phố với thiết kế trần trụi, nội thất cũng lộ diện giúp người xem có thể cảm nhận một cách chân thực nhất về mẫu xe này. Giá bán dự kiến cho xe Cherry TZ1 không được tiết lộ nhưng hãng Cherry cũng quảng cáo TZ1 là chiếc xe dẫn động 4 bánh duy nhất trong mức giá 100.000 nhân dân tệ, tương đương 342 triệu đồng. Những hình ảnh sắc nét về Cherry TZ1, ngoài đời thực cho thấy xe có lưới tản nhiệt phía trước hình chữ nhật lớn được bổ sung bởi các chi tiết lưới đen và trang trí mạ chrome với tỷ lệ rất cân đối, điều này đã khiến chiếc xe trông nổi bật cụm đèn phía trên sau khi được thắp sáng cho ra dạng ma trận, phía dưới còn có thêm hai cụm đèn nữa, nhưng chưa rõ là đèn chiếu sáng chính thức hay kiểu đèn sương mù. Cherry TG1 có kích thước tổng thể lần lượt là chiều dài 4.515mm, chiều rộng 1865 mm chiều cao 1680 mm chiều dài cơ sở 2.675mm. Nhìn từ bên hông, Cherry TG1 áp dụng thiết kế mái treo và đi kèm với tay nắm cửa dạng bật ra. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kiểu cánh quạt. Đuôi xe có cánh lướt gió lớn tích hợp đèn phanh trên cao, đèn hậu dạng xuyên thấu và hai ống xả. Nội thất sẽ có hai màu đen và trắng với các nút bấm vật lý tối thiểu, bảng đồng hồ hình chữ nhật, màn hình điều khiển trung tâm nổi 14,8 in, màn hình hiển thị kính chắn gió và đế sạc không dây. Trên bảng điều khiển trung tâm là những điểm sáng của bên trong khoang lái xe Cherry TG1. Cherry TG1 sẽ được hỗ trợ bởi chip Qualcomm 8155 và FOTA, nhận dạng khuôn mặt và hệ thống hỗ trợ lái xe cấp 2 cộng các cấu hình khác bao gồm ghế da lộn, hệ thống sưởi trên thông gió, trên massage xa ghế và hệ thống âm thanh Sony. Vô lăng đa chức năng 4 chấu tích hợp bánh xe điều khiển được bọc ra, và các chi tiết trang trí mạ chrome. Cherry TG một dự kiến sẽ ra mắt hai mẫu xe là 16T7DCT và Plug-in Hybrid 15TDHT, dẫn động 4 bánh. Loại thứ hai sẽ có phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện hơn 100 km, còn kết hợp giữa xăng và điện, xe có thể đi được quãng đường dài 1.200 km với điều kiện xăng và pin phải được nạp đầy. Hơn nữa, Chery Tiggo 1 sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình WLTC là 4,5 lít trên 100 km và mức tiêu thụ nhiên liệu toàn điện thấp tới 1 lít trên 100 km. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.